Chúa Nhật tuần thứ bảy thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 5 từ câu 38 đến câu 48. Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho. Ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đứng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đứng hoàn thiện. Suy niệm qua giáo huấn của người, Đức Giêsu giúp chúng ta nhìn vào đời sống Kitô hữu giữa lòng xã hội. Nhưng bất cứ ai, người Kitô hữu cũng có khi là đối tượng của những bất công, của bạo động. Họ bị sự thô bạo, hành hạ, đánh đập, bỏ tù, sự bất công. Đức Giêsu đề nghị không phải là một cách thức xử sự mang tính tự vệ hoặc chỉ là bất bạo động, nhưng còn là chấp nhận bị tước đoạt vô điều kiện. Khi chịu sự bất công, người môn đệ Chúa Kitô phát thập giá cho những kẻ đã chuẩn bị thập giá cho mình, không phải là những hành vi thể lý là đáng kể, nhưng là những động lực khiến người ta chấp nhận. Không vì yếu đuối hoặc hèn nhát, nhưng là để khỏi gây thiệt hại cho người anh em hư hỏng lạc đường. Đức Giêsu không đề nghị một trật tự mới cho các tương quan xã hội, nhưng một nguyên tắc sống khổ chế có khả năng minh họa và giải thích trước thái độ của người đối với người Pha-ri-sơ và các kẻ bắt hại người nói chung. Luật tình yêu kẻ thù đảo lộn các cách xử sự theo quy ước của loài người. Thường yêu thương là quan tâm đến những ai có cùng kiểu nhìn như mình, trình độ văn hóa như mình, địa vị xã hội như mình. Sứ điệp tin mừng vượt quá các giới hạn ấy. Đức ái Kitô giáo không cao bằng các con người, nhưng tỏ ra kính trọng họ, thậm chí cả các giới hạn và khiếm khuyết của họ. Lòng nhân ái của Kitô hữu là thông dự và tình yêu của chính Thiên Chúa. Từ ngữ hoàn thiện in vào trong lối hành xử của Kitô hữu một sức năng động. Hoàn thiện là vượt qua mọi thiếu sót, nhưng thể là không bao giờ thực hiện được vĩnh viễn, nhưng cứ tiến tới mãi. Và nếu mức độ là sự hoàn thiện của Thiên Chúa thì ta chẳng bao giờ đạt tới được mức thực hiện hoàn toàn. Nên hoàn thiện như Chúa Cha, trong cụ thể là bắt chước Đức Kitô trong thái độ quy phục trọn vẹn anh hùng. Thánh ý Thiên Chúa
và trong sự tận tình sống cho anh chị em.